Chào mọi người. Hôm nay, bộ phận hỗ trợ kinh doanh các dòng sản phẩm của Viện Công nghiệp Thực phẩm xin được hướng dẫn mọi người về thao tác đăng bài ở chế độ công khai. Thao tác này giúp tất cả bạn bè, kể cả người lạ mà chúng ta chưa kết bạn đều có thể đọc được bài viết. Đầu tiên, mọi người tới mục bạn đang nghĩ gì ở trên cùng nhé. Tại mục này, mọi người viết bài như bình thường, đầy đủ các dạng bài như giới thiệu về sản phẩm, bài tâm sự, bài phản hồi, bài ship hàng, bài cuộc sống hàng ngày, hoặc có thể copy một bài có sẵn từ một trang nào đó về. Add ví dụ mọi người nhé. Sau khi viết nội dung xong, mọi người nhìn thấy biểu tượng màu xanh lá cây không ạ? Mọi người nhấn vào đây để chọn hình ảnh video tương ứng với bài viết nhé. Sau khi mà chọn hình ảnh video xong, mọi người nhấn xong ở phía trên bên phải của màn hình. Tiếp tục, chọn chế độ người xem. Ở dưới tên Facebook của mọi người có một cái biểu tượng. Hiện tại là đang ở chế độ công khai đây, mọi người nhấn vào đó. Chọn chế độ phù hợp nhé. Và mọi người nên để ở chế độ công khai để không bị hạn chế người xem. Tiếp tục nhấn xong ở phía trên bên phải của màn hình. Sau đó mọi người nhấn vào album ở bên cạnh công khai. Chọn album phù hợp. Add chọn vào album tinh chất mầm đậu nành Firi Viện Khoa học. Cuối cùng mọi người nhấn tải lên là mọi người đã đăng bài thành công ở chế độ công khai. Ở tất cả các bài đăng sau của chúng ta đều mặc định ở chế độ công khai. Trừ khi mọi người muốn thay đổi quyền riêng tư thì mọi người có thể thao tác lại và chọn quyền riêng tư theo ý muốn nhé. Trên đây là quy trình ad hướng dẫn cách đăng bài ở chế độ công khai. Mọi người cùng thực hiện để các bài đăng, bài viết của chúng ta được thực hiện đều đủ hàng ngày, tiếp cận được tối đa lượt khách hàng nhé. Chúc mọi người áp dụng thành thục kỹ năng này và có kết quả tốt trong kinh doanh.